ca tạ ơn. Và trước khi đến với phần đó thì giờ đây chúng con xin kính mời quý cộng đoàn sẽ cùng với các bạn trong ca đoàn của giáo sư Xuân Dục, một giáo sư có bề dày về lịch sử và có sự gắn kết rất đặc biệt với giáo sư Đền Thánh Kiên Lao chúng ta, với phần ca vũ song ca được mang tên Con Mến Yêu Mẹ Nhiều. Xin kính mời. Thank you.
con ngài. Nhưng Chúa đã từ lâu sống muôn dân nên một nhiệm vô đức ghi tô. Xin được chào mừng sự trở lại sân khấu của nam ca sĩ Thanh Sử và nữ ca sĩ Diệu Hiền trong ca khúc Học với Giê-xu. Nâng cao phần người, nâng cao cuộc đời.
tuyệt vời cho chương trình buổi tối hôm nay bằng những món quà về âm nhạc rõ ràng và khẳng định hơn nữa. Giờ đây chúng con xin kính mời quý cộng đoàn cùng đến với tiết mục ca vũ của đoàn giáo lý viên giáo sư Để Thánh với tiết mục Con Mến Yêu Mẹ Nhiều. Xin kính mời quý vị. Ave Maria, Ave
và cùng chào mừng sự trở lại sân khấu của tam ca, ba ca sĩ Sa Ân, Thanh Sử và Diệu Hiên. Giữa cuộc đời chóng vạn nẻo đường, xin cho con được yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chưa bước đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Giúp nhau qua khổ đau. Đường ơi, theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời. Đời tươi trong Giê-xu bên nhau cùng vui vui sau. Hãy qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Nói yêu thương vững bước chân ta bước đi. Tiết mục tam ca đồng thời phục với các nghệ sĩ.
ekip làm việc chương trình tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng lòng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ. Qua ca khúc xin dâng lời cảm tạ. Xin dâng lời cảm tạ cùng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm ơn hóa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ. Con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm ơn. Tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về.